Hành trình Miss Photo qua vòng sơ khảo tháng 10, chủ đề màu tím để mới mẻ. Hãy nhanh tay gửi tới Miss Photo 2017 những bộ ảnh đẹp nhất với chủ đề màu tím. Cơ hội lọt vào vòng chung khảo dành vui miệng và phần thưởng lên đến 500 triệu đồng của chương trình. Đăng ký dự thi ngay tại website và fanpage của chương trình. Và đừng quên nhắn tin SMS theo cú pháp BC số báo danh gửi 6572. Tám sáng cùng Miss Photo 2017.